Lúc 8 giờ 30 phút sáng nay ngày 10 tháng 10 năm 2013, anh Nguyễn Văn Chiến, 27 tuổi và Nguyễn Thành Toàn, 31 tuổi, đã rơi xuống hầm xử lý nước thải của doanh nghiệp tư nhân chế biến hải sản Trọng Đức và tử vong. Doanh nghiệp này đóng tại khu chế biến hải sản tập trung ở ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Cơ quan công an cho biết, hồ chứa nước thải này của doanh nghiệp tư nhân có thể tích chứa khoảng 450 mét khối, sâu 3 mét. Khi xảy ra tai nạn, trong hầm có chứa nước thải với độ sâu khoảng 60cm. Đây là hồ chứa nước thải tập trung của nhà máy chế biến hải sản thuộc doanh nghiệp Trọng Đức. Nước ở đây sẽ được đưa ra các bộ phận xử lý trước khi thải ra môi trường. Các nạn nhân chứng kiến cho biết, khi xảy ra tai nạn, hai nạn nhân trên xuống hầm xử lý chất thải của nhà máy để dọn vệ sinh bằng chiếc thang thì bị ngộp khí độc, rơi xuống hầm. Khi xảy ra sự cố, một công nhân khác là anh Bùi Văn Hưng Công đã phát hiện và xuống đưa lên nhưng cũng bị ngộp khí. Các công nhân khác đã kịp thời đưa anh Hưng lên đi cấp cứu, nhưng anh Hưng cũng đã chết vào chiều nay. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đến hiện trường ghi lời khai, lấy mẫu nước thải, đo nồng độ khí độc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chiều cùng ngày, một lãnh đạo của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, nguyên nhân ba công nhân này chết là do ngạt khí độc của hầm chứa nước thải. Còn khí độc đó là gì, vượt ngưỡng cho phép bao nhiêu lần, phải chờ kết quả giám định.